Xin kính chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN xin được gửi tới quý anh chị một cuốn sách kinh điển về đầu tư, Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Benjamin Graham là một nhà kinh tế và nhà đầu tư nổi tiếng thế giới, người được mệnh danh là cha đẻ của đầu tư giá trị và phân tích chứng khoán hiện đại. Graham cũng là một giáo sư đáng kính tại Đại học Columbia, nơi ông đã giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên và nhà đầu tư, trong đó nổi tiếng nhất là Warren Buffett. Cuốn sách Nhà đầu tư thông minh không chỉ cung cấp những nguyên tắc cơ bản và phương pháp đầu tư dài hạn, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kỷ luật và kiên nhẫn trong quá trình đầu tư. Qua những trang sách, độc giả sẽ được hướng dẫn cách đánh giá giá trị thực sự của cổ phiếu, tránh các bẫy thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh dựa trên sự phân tích cẩn trọng và kiến thức sâu rộng. Cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham được đánh giá là tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực đầu tư. Đây thực sự là cuốn sách không thể thiếu đối với bất kỳ ai mong muốn đạt được thành công bền vững trên thị trường tài chính. Chương 1. Đầu tư hay đầu cơ? Những điều nhà đầu tư thông minh cần biết. Trong chương đầu tiên, Graham đã giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, mang đến cho người đọc những nguyên tắc cơ bản và cần thiết để đầu tư thành công. Dưới đây là những điểm nổi bật từ chương này. Thứ nhất, sự phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ. Graham định nghĩa, đầu tư là một hoạt động dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn vốn và mang lại một phần lợi nhuận thỏa đáng. Trái lại, đầu cơ là việc mua bán cổ phiếu dựa trên dự đoán ngắn hạn về sự biến động của giá cổ phiếu. Việc đầu tư đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và đánh giá cẩn thận về công ty và nền tảng kinh doanh của nó, trong khi đầu cơ dựa nhiều vào cảm tính và may mắn. Thứ hai, tầm quan trọng của phân tích kỹ lưỡng. Graham nhấn mạnh rằng một nhà đầu tư cần phải tiến hành phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Điều này bao gồm việc hiểu rõ về tình hình tài chính của công ty, triển vọng kinh doanh cũng như yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu. Chỉ khi có sự hiểu biết sâu sắc, nhà đầu tư mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn và giảm thiểu rủi ro cho mình. Thứ ba, bảo vệ trước tổn thất nghiêm trọng. Một trong những nguyên tắc của Graham là bảo vệ vốn trước những tổn thất lớn. Ông khuyên rằng nhà đầu tư không nên mạo hiểm tìm kiếm những kết quả phi thường mà nên hài lòng với những kết quả thỏa đáng. Sự an toàn của vốn là yếu tố then chốt để đảm bảo sự bền vững và thành công trong đầu tư lâu dài. Thứ tư, lợi ích của phương pháp đầu tư đơn giản. Graham đề xuất một phương pháp đầu tư đơn giản nhưng hiệu quả, đó là mua các trái phiếu cấp cao và một danh mục đa dạng các cổ phiếu thường hàng đầu. Ông cho rằng bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể thực hiện phương pháp này mà không cần sự hỗ trợ của chuyên gia. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận ổn định. Thứ năm, cạm bẫy của việc cố gắng vượt qua mức trung bình. Graham cảnh báo rằng việc cố gắng vượt qua mức trung bình của thị trường thường dẫn đến thất bại, ngay cả đối với những nhà đầu tư thông minh và các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Thay vì tìm kiếm những cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao bất thường, nhà đầu tư nên tập trung vào việc duy trì ổn định và an toàn cho vốn đầu tư của mình. Thứ sáu, tầm quan trọng của tâm lý vững vàng. Graham nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần giữ vững tâm lý và không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường. Sự kiên nhẫn và kỷ luật là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh được những sai lầm do cảm xúc chi phối. Thứ bảy, phê phán cách tiếp cận dựa trên dự báo thị trường. Graham cho rằng dự báo thị trường không đáng tin cậy và không nên là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư. Ông khuyên rằng nhà đầu tư nên dựa vào các phân tích cơ bản và sự hiểu biết về giá trị thực của cổ phiếu thay vì chạy theo những dự đoán ngắn hạn của thị trường. Và cuối cùng, đó là nguyên tắc về sự an toàn. Graham đề cao nguyên tắc về sự an toàn trong đầu tư. Ông cho rằng nhà đầu tư thông minh nên tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ vốn thay vì mạo hiểm tìm kiếm những lợi nhuận cao bất thường. Nguyên tắc này giúp nhà đầu tư duy trì được sự ổn định và bền vững trong dài hạn. Chương 1 của Nhà đầu tư thông minh đã đặt nền móng cho những nguyên tắc cơ bản và quan trọng trong đầu tư. Những bài học từ Graham không chỉ giúp nhà đầu tư tránh được những cạm bẫy phổ biến mà còn mang đến một phương pháp đầu tư hiệu quả và an toàn. Đọc và hiểu những nguyên tắc này, bạn sẽ có nền tảng vững chắc để trở thành một nhà đầu tư thông minh và thành công dài hạn trên thị trường. Chương 2. Nhà đầu tư và lạm phát, những chiến lược phòng ngừa từ Benjamin Graham. Trong cuốn sách Nhà đầu tư thông minh, Benjamin Graham không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ về đầu tư mà còn hướng dẫn cách đối phó với những thách thức của lạm phát.
chương 2 của tác phẩm này mang đến những phân tích sâu sắc về lạm phát và các chiến lược bảo vệ tài sản, đảm bảo nhà đầu tư có thể duy trì và phát triển giá trị đầu tư của mình. Đầu tiên, Benjamin đưa ra lý thuyết giúp nhà đầu tư hiểu về lạm phát. Lạm phát, theo Graham, là sự gia tăng liên tục của giá cả hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, dẫn đến giảm giá trị thực tế của tiền tệ. Điều này có nghĩa là một số tiền hôm nay có giá trị mua sắm thấp hơn trong tương lai nếu lạm phát tiếp tục tăng. Nhận thức được lạm phát và tác động của nó là bước đầu tiên để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Thứ hai, tác động của lạm phát đến nhà đầu tư. Lạm phát có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các khoản đầu tư cố định như trái phiếu, nơi thu nhập không thay đổi theo thời gian. Khi giá trị thực tế của tiền giảm, lợi nhuận từ các khoản đầu tư này cũng giảm theo, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Tiếp đó, ông đưa đến điều thứ ba là phòng ngừa lạm phát. Graham nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa lạm phát trong chiến lược đầu tư. Một trong những cách hiệu quả nhất là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhà đầu tư nên bao gồm cả cổ phiếu và tài sản vật chất như bất động sản và hàng hóa. Những tài sản này thường giữ giá hoặc thậm chí tăng giá trong thời kỳ lạm phát, giúp bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Thứ tư, đó là lựa chọn cổ phiếu. Graham khuyến khích đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có khả năng điều chỉnh giá sản phẩm và dịch vụ theo lạm phát. Những công ty này có lịch sử tăng trưởng bền vững và khả năng duy trì lợi nhuận trong môi trường lạm phát. Điều này giúp nhà đầu tư bảo vệ giá trị đầu tư và đạt được lợi nhuận ổn định. Thứ năm, trái phiếu chống lạm phát. Graham cũng đề cập đến các loại trái phiếu chống lạm phát, chẳng hạn như TIPS, Treasury Inflation Protected Securities ở Mỹ. Đây là một lựa chọn tốt để bảo vệ giá trị đầu tư khỏi sự ăn mòn của lạm phát, vì giá trị của chúng được điều chỉnh theo mức lạm phát. Thứ sáu, ông nói đến tầm quan trọng của việc theo dõi lạm phát. Theo Graham, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số lạm phát và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình phù hợp. Việc nhận thức sớm về các dấu hiệu lạm phát giúp nhà đầu tư thực hiện các biện pháp phòng ngừa kịp thời, từ đó bảo vệ và phát triển tài sản của mình. Điều thứ 6 cũng là kết thúc chương 2 của quyển sách. Chương 2 của nhà đầu tư thông minh không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về lạm phát mà còn đưa ra các chiến lược cụ thể để đối phó với lạm phát trong đầu tư. Benjamin Graham đã mang đến một nền tảng vững chắc để nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản và đạt được lợi nhuận ổn định trong môi trường kinh tế đầy biến động. Việc áp dụng những nguyên tắc này sẽ giúp nhà đầu tư duy trì và phát triển giá trị tài sản của mình một cách hiệu quả, bất chấp những thách thức của lạm phát. Hơn thế nữa, đọc và hiểu những nguyên tắc này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để trở thành một nhà đầu tư thông minh và thành công trong bối cảnh kinh tế không ngừng biến đổi. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm những video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp các anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.